Chào đón các em đã đến với bài học đường gấp khúc, độ dài đường gấp khúc. Qua bài học này thì các em sẽ được nhận biết đường gấp khúc. Biết tính độ dài đường gấp khúc khi biết độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc đó. Đầu tiên, mời các bạn quan sát. Ở đây cô có một đoạn thẳng, đó là đoạn thẳng AD. Và trên đoạn thẳng này cô có hai điểm, đó là điểm B và điểm C. Quan sát, các bạn cũng có thể nhận thấy là AB thì có độ dài là 2 cm, BC thì có độ dài là 4 cm, còn CD là có độ dài là 3 cm. Vậy thì đoạn thẳng AD được tạo bởi ba đoạn thẳng nhỏ hơn, đó là AB, BC và CD, có đúng không? Bây giờ nếu cô di chuyển đoạn thẳng BC, cô để ở vị trí này, đoạn thẳng AB cô sẽ vẽ như thế này, và CD cô sẽ vẽ nó như thế này. Vậy thì lúc này ABCD không phải là đoạn thẳng như chúng ta thấy lúc ban đầu nữa, mà nó được gọi là đường gấp khúc ABCD. Quan sát, đường gấp khúc ABCD thì được tạo bởi đoạn thẳng AB, đoạn thẳng BC và đoạn thẳng CD đó các em. Vậy thì đường gấp khúc ABCD có 3 đoạn thẳng AB, BC và CD như chúng ta vừa quan sát. Và chúng ta nhận thấy B là điểm chung của 2 đoạn thẳng AB và BC, còn C là điểm chung của 2 đoạn thẳng BC và CD, có đúng không nào? Vậy thì làm thế nào để ta có thể tìm được độ dài của đường gấp khúc này? Các bạn chú ý, vì đường gấp khúc này được tạo bởi 3 đoạn thẳng AB, BC và CD, cho nên độ dài đường gấp khúc ABCD là tổng độ dài các đoạn thẳng AB, BC và CD đó các em. Vậy thì ta biết được độ dài của các đoạn thẳng này rồi thì ta có thể tìm được độ dài của đường gấp khúc ABCD như sau. Ta sẽ lấy độ dài đoạn thẳng AB là 2 cm này, cộng với độ dài đoạn thẳng BC là 4 cm này, cộng với độ dài đoạn thẳng CD là 3 cm, thì tìm ra được độ dài của đường gấp khúc này là bằng 9 cm. Các bạn cần ghi nhớ, độ dài đường gấp khúc là tổng độ dài của các đoạn thẳng trên đường gấp khúc. Chúng ta vừa được tìm hiểu về đường gấp khúc và cách tính độ dài đường gấp khúc. Bây giờ các bạn hãy cùng cô thực hiện những bài tập để mình khắc sâu hơn những kiến thức mình vừa được học. Bài tập 1, nối các điểm để được đường gấp khúc. Đầu tiên, chúng ta sẽ thực hiện nối hai đoạn thẳng. Thì từ các điểm A, B, C, chúng ta sẽ có được đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng. Đó là đoạn thẳng AB và đoạn thẳng BC, có đúng không? Hoặc là từ 3 điểm ABC cho trước, các bạn cũng có thể vẽ được đường gấp khúc BAC hoặc là đường gấp khúc BCA như thế này đây. Trong đường gấp khúc đầu tiên, B là điểm chung của hai đoạn thẳng. Đường gấp khúc thứ hai, A là điểm chung của hai đoạn thẳng. Còn đường gấp khúc thứ ba, C là điểm chung của hai đoạn thẳng. Bài tập 2, tính độ dài đường gấp khúc theo mẫu. Các bạn quan sát, ở đây chúng ta có đường gấp khúc MNPQ. Đường gấp khúc này được tạo bởi 3 đoạn thẳng, đó là đoạn thẳng MN, đoạn thẳng NP và đoạn thẳng NQ. Vậy thì độ dài đường gấp khúc MNPQ sẽ bằng tổng độ dài của 3 đoạn thẳng này. Cho nên để tính được độ dài đường gấp khúc này, chúng ta sẽ làm như mẫu. Độ dài đường gấp khúc MNPQ là lấy 3 cộng 2 cộng 4. Trong đó 3 là độ dài đoạn thẳng MN này, 2 là độ dài đoạn thẳng NP này, 4 là độ dài đoạn thẳng PQ. Thì 3 cộng 2 cộng 4 có kết quả bằng 9. Chúng ta sẽ viết đơn vị cm nữa, đáp số 9 cm. Vậy thì làm tương tự như mẫu, các bạn có thể tìm ra được độ dài của các đường gấp khúc sau. Đây là đường gấp khúc ABC. Đường gấp khúc này được tạo bởi hai đoạn thẳng, đó là đoạn thẳng AB và đoạn thẳng BC. Vậy thì để tìm được độ dài đoạn đường gấp khúc này, cô có thể làm như sau.
Độ dài đường gấp khúc ABC là cô sẽ lấy 5 cộng 4, trong đó 5 là độ dài đoạn AB, 4 là độ dài đoạn BC thì có kết quả bằng 9. Đáp số sẽ là 9 cm. Bài tập 3. Một đoạn dây đồng được uốn thành hình tam giác như hình vẽ, tính độ dài đoạn dây đồng đó. Các bạn quan sát. Đây là hình ảnh khi mà uốn cái đoạn dây đồng, mình quan sát nó giống hình tam giác có đúng không? Và mỗi cái đoạn thẳng này đều có độ dài là 4 cm. Vậy thì để tính được độ dài đoạn dây đồng đó, chúng ta sẽ tính tổng các đoạn thẳng được uốn thành ở đây. Ở đây có 3 đoạn thẳng và các đoạn thẳng này đều có độ dài là 4 cm. Chúng ta sẽ giải như sau. Độ dài đoạn dây đồng là chúng ta sẽ lấy 4 cộng 4 cộng 4. Vì ba cạnh này đều có độ dài là 4 cm, cho nên chúng ta sẽ làm như vậy. Thì 4 cộng 4 cộng 4 bằng 12. Đơn vị sẽ là cm. Đáp số 12 cm. Hoặc là các bạn cũng có thể giải bài toán như sau. Độ dài đoạn dây đồng là chúng ta sẽ lấy 4 là độ dài của một cạnh. Vì có 3 cạnh và cạnh nào cũng có độ dài 4 cm, cho nên chúng ta sẽ nhân 3. Thì 4 x 3 bằng 12. Đơn vị của chúng ta cũng sẽ là cm. Đáp số là 12 cm. Cả hai cách làm đều giải đúng yêu cầu của bài tập này, đó là tìm ra được độ dài đoạn dây đồng là 12 cm. Thực hiện xong rồi, mời các bạn mở IC Book ra để cùng cô luyện tập thực hành nhiều hơn những kiến thức mình vừa được học. Hãy mở IC Book vào bài tập toán 2, tập 2 để cùng cô luyện tập thực hành bài 99 đường gấp khúc, độ dài đường gấp khúc. Đầu tiên chúng ta sẽ làm bài 1. 1. Ghi tên các điểm vào mỗi đường gấp khúc rồi viết theo mẫu. Để làm bài, các em hãy nhấn vào nút học sinh làm bài. Quan sát, ở đây chúng ta có các điểm A, B, C, D và đây chính là đường gấp khúc A, B, C, D. Vậy thì đầu tiên các bạn hãy ghi tên các điểm rồi viết tên đường gấp khúc ở dưới đường gấp khúc đó. Chúng ta sẽ ký hiệu các điểm là những chữ cái in hoa và các bạn có thể đặt tên các điểm theo sở thích của mình. Ví dụ ở đây cô có thể đặt là điểm M. Chỗ này sẽ là điểm N. Ở đây là điểm P. Đây là điểm Q. Và đây là điểm H. Vậy thì với các điểm như vậy, cô sẽ có đường gấp khúc M, N, P, Q, H. Tương tự như vậy, các bạn hãy ghi tên các điểm và viết tên đường gấp khúc ở phần C. Hãy làm bài rồi nhớ nhấn vào nút kiểm tra để xem thử em đã làm bài đúng chưa. Sau đó thực hiện bài 2. Phần A. 2. Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm A, 2 đoạn thẳng. Để làm bài, các em hãy nhấn vào nút học sinh làm bài. Chúng ta sẽ nối hai đoạn thẳng để hai đoạn thẳng đó tạo thành đường gấp khúc. Như vậy thì ở đây cô sẽ nối điểm M với điểm N này. Rồi cô nối tiếp điểm N với điểm P. Vậy lúc này cô đã có đường gấp khúc MNP và đường gấp khúc này được tạo bởi hai đoạn thẳng MN và NP. Thực hiện xong, các em nhớ nhấn vào nút kiểm tra xem thử mình đã làm bài đúng chưa. Hãy tiếp tục làm bài như cô vừa hướng dẫn ở phần B, sau đó quay lại để làm bài 3. 3. Tính độ dài đường gấp khúc. Để làm bài, các em hãy nhấn vào nút học sinh làm bài. Chúng ta đã được học rồi. Độ dài đường gấp khúc chính bằng độ dài các đoạn thẳng tạo nên đường gấp khúc đó. Vậy thì với đường gấp khúc ABCD có 3 đoạn thẳng AB, BC và CD. Vậy thì đường gấp khúc ABCD có độ dài là, cô sẽ lấy độ dài đoạn AB là 2 cm cộng với độ dài đoạn BC là 3 cm này, cộng với độ dài đoạn CD là 3 cm này, thì cô tìm ra được kết quả đường gấp khúc ABCD dài 8 cm. Tương tự như vậy, các bạn hãy hoàn thành bài 3. Làm bài xong, các em nhớ vào phần kiểm tra xem thử mình đã làm bài đúng chưa. Sau đó tiếp tục thực hiện bài 4. 4. Một đoạn dây đồng được uốn thành hình vuông như hình vẽ. Tính độ dài đoạn dây đồng đó. Các bạn quan sát, chúng ta thấy đoạn dây đồng được uốn thành hình vuông và hình vuông này
có 4 cặn, mỗi cặn đều có độ dài là 3 cm. Vậy thì chúng ta biết được độ dài mỗi cặn rồi, dễ dàng chúng ta sẽ tìm được độ dài của đoạn dây đồng, có đúng không? Các em hãy nhấn vào nút học sinh làm bài. Độ dài đoạn dây đồng là chúng ta sẽ lấy độ dài của các cặn cộng lại với nhau là tìm ra được đáp số của bài toán này. Hoặc là các bạn có thể tính chu vi của hình vuông này. Vì đoạn dây đồng được uốn thành hình vuông và độ dài đoạn dây đồng chính là chu vi của hình vuông được uốn thành. Tức là chúng ta sẽ lấy độ dài một cặn là 3 này nhân với 4 là tìm ra được độ dài của đoạn dây đồng là 12 cm, đáp số 12 cm. Hãy làm bài như cô vừa hướng dẫn. Làm bài xong các em nhớ nhấn vào nút kiểm tra để xem thử mình làm bài đúng chưa. Như vậy là hôm nay chúng ta lại được tìm hiểu thêm nhiều kiến thức toán học bổ ích nữa rồi. Các em nhớ luyện tập thực hành nhiều hơn trên iBook để học tập tốt hơn nhé. Chúc các em luôn chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp các em ở những bài học lần sau.